Bọn ai Diễm Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Diễm Minh ha. Hiện tại giờ chiều quý cô chú anh chị ạ. Diễm Minh đang có mặt tại mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh ha. Cùng với mấy anh em nè ha. Đi cho nó tình tự nha, có lộn xộn nha mấy đứa. Lộn xộn nha. Đó, cho ông Phương đi trước đi. Ông chủ bầu chủ show quý cô chú anh chị. Bầu show đó. Bầu show. Cuối thì gặp ông bầu show, ông cuối show. Hai ông gặp nhau rồi solo. Bây giờ chọn gấp để máy đi. Quan trọng là hai cái lồng đèn này nè. Chiều nay để ra cái gì? Để đây dẹp để luôn hả? Sáng sớm giờ nó hái thồ của anh hỏi ngọc anh đèn lồng. Bây giờ để tìm gấp để đâu để đây. Thích hợp nhất mình sẽ để máy nha. Ừ, đúng rồi. Mình là để đây. Thôi qua đây để. Sao chuyển hướng gì hả? Mỗi người mỗi góc đi nha. Đúng rồi. Vậy đâu anh Ngọc. Theo phong thủy của anh là để góc đây mà. Phong thủy của em là em để góc đúng rồi. Giờ theo phong thủy của em sửa là em phải làm mộ trước. Rồi xong rồi mới còn cái gì thì mình làm lấy sau. Làm mộ trước tại vì biết sao không? Mình làm mộ trước là nó không có dính dầu đó. Nè. Đó. Cây đây đâu có nóng lắm á. Nào không dành nha. Chia ra nha, hai đứa nữa, hai bên nha. Đường bên nha. Hãy là chúng ta dành là cái bốn góc mà máy quay để tập trung rồi đi phải dính né nha. Đi dính biết có sao nha. Vậy là nãy mấy con hô chi còn là em thôi. Vô nữa, vô dành tụ cái dầu để cho hụt mưa. Thấy không, thấy dành nhỏ này không? Họ dành kiếm cạnh lâu nha. Vậy là mai mình phải. Đâu sao đi từ đây nè. Chú Lao mà vô nè. Bên nha, người bên nha. Anh em lao lao đừng giành giật nha. Đừng giành cái gì, giành lao cũng giành nữa. Phải giành đồ ăn. Giành lao cũng giành nữa. Thảo Thảo Thảo, ở đây Thảo nè. Lại lao mộ kìa. Ở đây có 16 hết được không? Em nói đi. Con giấy. Đây là căn giấy. Ở làm được đó, làm giấy nha. Này mộ vô nha. Mộ là ít người lao á, vô á. Có chừng á, có bắt quá rồi, tự nhiên tắt luôn. Hai chân nha. Đường thay hai chân. Không có mưa cho nên lắc này. Trời mưa là nó văng nước nó vô lắc. Trời không có mưa nắng mà nó thành trơn à. Nói chung mấy cái ăn 10 ngày bây giờ. Mưa vừa lắm. Quá trời luôn. Cái mưa là nó văng. Mưa quá trời. Bây giờ mình đổi lại, mình đổi miếng lại. Đổi miếng lại. Nó có xe như nước. Giờ mình mấy con hô rồi. Nó ăn xong nó lại cho nó nằm. Đâu có xe. Để đổi miếng giờ quá trời là như thế nào. Mà con hô nó khoái ăn hoa hồng lắm rồi. Dạ, 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 em ăn hoa hồng xí khô chưa? Ừ. Miếng rồi. Thì cái gì? Hoa hồng xí khô ăn cũng được đó hả? Không được, không hoa hồng ăn được. Hoa hồng xí khô hả em? Có bán siêu thị đó. Đi vô ăn coi. Có ăn. Ăn luôn. Bây giờ anh lại cho anh em nhau cái dướng là cái tọ dướng. Anh ở trên anh bao dướng tại cái miếng sạch mình lao dướng cái này này. Cho em lao cái này. Vậy là qua hồng xí khô. Vậy là cũng giống như là hồng xí khô luôn. Người làm cái gì nó không có lộn xộn. Nó không có lộn xộn luôn. Đó, xong đây là xong cái mất vô luôn. Đó, này là xong rồi.
Còn kia là lau cái gian vậy đó, anh lau cái hoa sen, cái em lau cái nền chứ. Đó. Vô lau mèo. Ra đi con, để chú ấy rồi. Sao mà từ toàn gấp quá. Ra đi con. Qua mộ. Mộ thầu à. Bên em ở đây đậu đen, xăm dầu, xăm ra biển. Cô nương, cô nương. Hết dầu rồi, còn cái dầu rồi hết. Giỏi vậy cô nương. Mai mang em mua. Còn mấy chai? Chai. Hết đi mai em mua. Để mai em mua. Mấy đẹp mà nhiệm vụ của ai để làm mà. Sao đó? Không có ai mà giành giật. À, hai anh em làm mà không có cự cãi nha. Không giành giật cự cãi à. Anh đang giật cãi chú Tiểu. Ở đây xin phép dừng clip em nha cô chú chị ơi. Ủa gì mới là gì vậy? Đây đứa bọn mà. Em nó giỡn á. Chị mấy bà thấy hết chóc không hết. Mà cô chú coi nè, một rừng máy nè đó. Mình đi không khéo là mình ẩn cái là nó rớt ngã chú. Ngọc trên ngọc. Chân nhỏ chưa? Để nhà rồi hả? Đây là của chú Tiểu, nó mua riêng, còn chị Thu tặng cắt rồi. Cắt luôn hả? Cắt rồi. Đây là của Thành Duy Minh, cũng chị Thu tặng này đó. Không, cái này là em mua. Còn cái của chị là em còn cắt ở trong cái xe em á. Ủa vậy hả? À, cái mua trước, anh mua được cái đầu tiên đúng không? Đúng rồi, mua đầu tiên nè. Còn cái của chị còn nguyên si, em cắt ở trong cốp xe em á. Cái này là cái Duy Minh mua, gỡ anh Niu mua. Còn cái chị Thu á, tặng cho Duy Minh còn bảo quản. Còn để trong cốp xe quý anh chị, cũng bỏ theo luôn. Mình cũng rất là cảm ơn chị Thu nha. Chị Thu đó, hỗ trợ mua mấy em mình. Đó. Mà mình phải lau mình phải lau này. Lau cái cây quay của mình, đó. Trời quá trời, anh em đông rồi quý chú anh chị ơi. Còn đây là một ngày có chú thì hoa quả là hoa quả đầy đủ ha, đúng ha. Mình để tới tối là hôm nay vô nó ăn là nó phá bể hết đồ của cậu, cho nên mình phải vú xuống đây hai chai bưởi này thì để anh Ngọc anh thỉnh sau thì xuống nha. 5 giờ 6 giờ gì là mình đi cắt luôn. 6 này giờ, cái này giờ mình để lại đó. Để anh Ngọc anh thỉnh sau đây đó. Có chị Thu cất để dành tết xài, giờ không dám xài hơn. Đúng rồi đó, chuyện này con Lý nè. Của anh, của chị Thu, anh cũng cất hết. Hổng nha, hổng nha. Hổng, này hổng nha. Đẹp luôn. Xong rồi đó quý chú chị. Cái đẹp là bộ... Quá trời nguyên cái vàng máy luôn quý chú chị. Cái này là cô ấy về tặng nè, cái cô mà cậu Năm cho 1 triệu á. Còn 1 triệu giúp đỡ rồi, cứ khuyên cô là đổi nghề. Đổi nghề đừng bán cà phê nữa, bán dở quá hả? Bán dở quá, dở. Ông thiệt tình, ông nói tao bán dở luôn. Ông thiệt tình. Mà dở thiệt. Cô nói cô dở thiệt mà. Không vô là né nha mọi người. Không vô rồi. Hồi nắm máy tay thôi nha. Không vô tới đó, nắm máy tay hết nha mấy anh em. Mấy bạn. Đi là ông bang bang là ngã. Ông đi ông không nhìn đâu, ông muốn tới muốn về số không có điều khiển được. Nó cài á mọi người, chiều mấy anh em mà lao mộ đông vui quá chừng luôn. Lít vào ai thấy ông Phong ta cũng sợ hết. Tại vì ông hay giờ dướng hả? Ông ban người ta không à? Ông ban vô mấy ngã mấy hết. Ông ta dẫn cái ông ban vô ngã. Thôi tôi ông ghê thì sống ngã cái
cái bóng luôn á. Rõ vậy nha, em vô ăn. Để vô ăn luôn hả? Không. Vô ăn quá. Tại không. Vô ba. Không. Sáng là chị Nhung, chị lao rồi bây giờ chị em lao lại nha cô chú. Em qua em lao cho cô. Có một bé 4 tuổi mới học lớp lá thôi mà đọc chú Đại Bi mới, là mới từ đầu tới cuối luôn mà thuyết giảng Phật pháp mà nó hay luôn cũng hay luôn ở trên kênh đọc lạ mới 2 clip, một clip là 3 triệu mấy view chỉ trong vòng 2 ngày, một clip là 1 triệu mấy view trong vòng 1 ngày thôi. Đây là view đúng hơn cả cái MV của Diệp Loan ha. Đó, không có dùng vậy. Thay nước mới luôn đó ha. Anh để lên đây gì nè, cho nó đừng có ấy. Để nó dịch cho lên đây, nó khỏi mỏi tay. Mà nó không có ấy nữa. Ba cái ly này là ba cái ly Di Minh với anh Ngọc đi mua nè, quý cô chú chị. Đó, đi mua để cũng mà cho chú Du Linh nè, không thay đổi ha. Sao bị gan vậy luôn á. À, quý cô chú chị. Khán giả tới kìa. Ồ, khán giả đến luôn quý cô chú chị ơi. À, anh Nỗ Vàng thì với anh Ngọc đang chuẩn bị quét nền quý cô chú chị. À, đang quét nền ha. Ra rồi. Anh giỏi lắm á. À, nhỏ chắc má anh quýnh lắm nè. À, tại vì đợi để cho mấy anh em ấy đi. Có mấy nè. Không phải đây. Không phải. Đây đi ngang qua đây thôi. Ồ đi ngang qua thôi trời ơi làm. Đâu có rảnh đi lên đây thăm không làm gì chứ có mệt. Hố luôn rồi. Tưởng đâu là cúng chú. Đưa đây anh Ngọc nhanh rồi. Đưa đây. Anh Ngọc bị hố gì vậy? Anh hố mà. Anh và anh Ngọc và phụ. Rồi. Anh Ngọc bên này bị hố chưa? Ừ. Cười chơi. Ta đi một vòng. Cái này gọi là không thấy nào mà nhìn cười đó. Cười chơi á. À, giếng một của anh. À, mấy chú nè. Đây hả? Đài. Giếng một của ai? Đài của tôi bình dân. Cái gì đài à chú? Nguyễn Xuân Đài. Ủa, cái đó mình không biết rồi. Nó ở khu máy chú. Khu máy mới được, phải có khu mới kiếm được chú. Ở đây máu gì hay lắm. Dạ. Đây. Đâu đây? Bó tay đó. Bộ gió. Bộ gió hả? Từ hóa không chú biết. Làm con lắc là cái được chứ. Vị trí kìa anh. Vị trí tên L gì đó. Cái khu này được cái... B3, khu B3. Khu B3. Khu B3.1.4. B3.1.4 ở đâu ta? Ở đây là khu B hỏi mấy cái chị vệ sinh. B1. Ở đây đem hỏi vậy cho. Ở đây là khu B1 nè anh. Khu B3 nằm đâu trong á? Khu B3 nằm bên trong đó đó. Khu B3 anh nằm dưới kia á, nằm dưới đó đó. Khu B3 nằm dưới đó đó. Khu B3 nằm dưới đó đó. Dưới đó. Ừ. Chú đi ngang qua đó, đó là nó có cái cục đá để khu mộ con tả. Dạ đi ngang qua đó đi. Đó hỏi anh đó đó. Rồi. Ở đây mình muốn tìm mộ người thân á là mình phải biết rõ là khu mấy ha quý cô chú anh chị. Đó, chứ không thôi là không bao giờ tìm được đâu. Tại vì phải biết khu mới được. Tại ở đây là người ta có khu hết à. Mình phải đi tìm khu nghe quý anh chị. Mình nói khu là nhân viên người ta mới biết chị. Chứ không có nói khu là người ta không biết đâu. B3 nằm dưới.
Tại vì ở khu mình cũng khu của mình là khu B1 nè. Khu nghệ sĩ là khu B1. B1 tới B2, B3. Ngập bữa nay hay ngập bữa nay là hơi nhẹ nhất nha. Máy tập nha con. Đoàn cái máy này nha. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, 28. Đó, giờ này sắp không xung quanh heo quá chị. Đưa đây hay ngập. Hay ngập không phải hay ngập ha. Quê tuốt rút luôn trời. Tuốt rút luôn. Quê luôn. Quê luôn, không sao. Trời ơi. Không. À, còn đau cổ mà. Thấy không? Mình không uống thuốc luôn không quý chú gì. Thử coi cỡ nào. Thử sức chịu đựng coi. Bây giờ thì Diệp Minh đi thắp hương xung quanh ha. Cậu ông đi không bỏ đó luôn rồi. Ông đi không bỏ điện thoại đó không quay gì trời. Đi không bỏ điện thoại đó không quay ai hả? Nghe điện thoại hả? Nam mô Di Phật. Đây là bắt đấu ha. Anh đi anh bỏ điện thoại đây luôn rồi. Còn đây là nghệ sĩ Thanh Tú quý chú chị, chồng của cô Trang Vĩnh Liễu á. Nam mô Phật. Dù mình rất là khang tiếng luôn nhưng mà do là dù mình nói nhiều quá. Nam mô Phật. Một ngày là dù mình nói từ sáng tới chiều luôn á. Nam mô Phật. Người cô Thanh Nguyễn Huệ nè. Cho nên là dưới không uống thuốc quý anh chị. Nam mô Phật. Thử coi đến bao giờ mới hết bệnh quý chúng chị. Nam mô A Di Đà Phật. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Còn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là bà xã của chú Tư Còn ha. Còn bên đây á là soạn giả Di Kiều và nghệ sĩ Tam Văn. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây mình phải cắm hai cây. Hai người thì hai cây ha. Thì tới chủ nhật này quý cô chú anh chị thì ở Eco Lắc ở ngã ban cò phố đi bộ quý cô chú anh chị. Thì cô nghệ sĩ nhân dân Lợi Thủy về đây hát. Nam mô A Di Phật gần đây thôi. Đó. Đến lúc đó nếu bà con cô bác nếu mà yêu quý nghệ sĩ Lợi Thủy muốn Di Minh đi với tất cả các anh em đi quay trực tiếp cho bà con cô bác xem trong đêm đó thì hãy nhắn like và để lại bình luận nghe cho Di Minh biết nha. Nam mô A Di Phật. Di Minh nghĩ rằng sẽ có một số khán giả lớn tuổi cũng muốn biết về là nghệ sĩ nhân dân Thanh kia, nghệ sĩ nhân dân Lợi Thủy ha. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là chú Thanh Sang nè. Mình lâu rồi mình cũng không gặp cô Lê Thủy. Nam mô A Di Đà Phật. Không biết cô bây giờ là như thế nào ha, còn trẻ hay là đẹp như ngày xưa hay không, và ca mùi như ngày xưa hay không. Nam mô A Di Đà Phật. Nhưng mình nghĩ rằng là chắc cô cũng sẽ có một chút gì thay đổi nhưng mà cũng không đáng kể đâu, tại vì nghệ sĩ người ta hay dưỡng cái giọng của người ta lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Anh yêu anh để điện thoại đằng đó mà anh đi nghe điện thoại đằng đây nè quý anh chị. Điện thoại không đang quay luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Còn đây là cô Bích Lăng, là vợ của là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển quý chú anh chị. Còn đây là nhà thơ của Minh Chương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển nè.
ông là người đạt kỷ lục, lập kỷ lục Guinness, người đóng phim phụ nhiều nhất ở Việt Nam. Nam mô quý bạn. Ông đúng trong cái bộ phim ở đất phương Nam đó quý vị. Còn đây là nhạc sĩ Quynh Sử ha. Nam mô quý Phật. Hôm qua cô Nam mô quý Phật. Còn đây là nhạc sĩ Thanh Sơn. Hôm qua là cô Hương Lan cũng đến đây thắp hương cho nhạc sĩ Quynh Sử. Nam mô A Di Phật. Ngày nào anh em mình còn ở đây thì sẽ cố gắng Nam mô A Di Phật thắp hương cho các hương linh xung quanh ha. Quý vị, những người nghệ sĩ nè. Cái cô này trùng họ với mình nè. Cô này trùng họ với mình nè. Nam mô A Di Phật. Họ Đỗ. Đó. Mời vậy đây nhạc sĩ Văn Tý ha. Cái khu này là khu nhạc sĩ không quý chú anh chị. Còn này là bác Trương Sơn Hải nè, Nam mô A Di Phật. Quê quán của bác thì ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Lâu lâu con của bác cũng đến đây quý anh chị. Ngọc thì chuẩn bị kéo dây tưới. Mình cách ngày tưới ngày anh. Mình cách ngày tưới ngày thôi. Tại chú buổi trước chú cũng nói á, mình cách ngày, đừng có tưới liền. Thiệt mà chú bu á, ông nói mình cách ngày tới ngày mà cứ tới sương thôi, đừng có tới liền liền. Thiệt mà chú bữa nói á, chú kêu cách ngày tới ngày. Hôm nay anh kéo anh tới luôn đi. Mai mốt mình cách ngày mình tới ngày. Ừ, mai khỏi. Không, chú nói gì đó. Tại vì cái loại này á, mà ứ nước là nó cũng lụm nữa đó. Cho nên là cách ngày tới ngày cho nó thoáng. Tại vì anh thấy bên mặt gì đó, nhưng mà anh tưới hôm qua rồi, bữa nay là nó còn nước nữa đó. Cho nên là phải cách ngày hay tới ngày. Thôi vậy được rồi anh. Đấy, cháy quá rồi nó hết nha. Bây giờ thì tới anh yêu anh đi thắp xung quanh với chúng chị. Mình thì thắp rồi. Nãy ông đi nghe điện thoại đâu. Ông bỏ cái điện thoại đằng đó. Ông đi nghe. Đi vòng vòng ngoài kia ông nghe. Tại vì cái khu hoài á, có nhiều kênh YouTube với nhà nó cũng có nhiều kênh YouTube cái gì phốt anh Ngọc hay dùng mà tứ hoài nữa nè. Phụ hộ cái gì anh vô cái đó là nó từ từ nó bắt gãy là vô cái thuốc đó là từ phát gãy là hy vọng là ít bữa nữa mình sẽ bốc phân nữa là nó sẽ tốt nữa ha. Lá vàng là nó sản phẩm mình nó bông đó tự nhiên mà. Ui chung chị cái này thì này để trong đây để giờ chất giờ đó quý của chú anh chị ơi. Bây giờ thì anh Ngọc anh đang kéo dây ra anh tưới vì mình để dặn với anh một ngày tưới ngày thôi, đừng tưới liền liền quá. Coi thăm gốc coi, hôm qua anh mới tưới nữa. Này không, ở đây còn út nhẹp nè quý của chú anh chị nè. Đâu dạ đâu đó quý của chú anh chị ơi thì buổi chiều nay Diệm Minh cũng xin rất là cảm ơn bà con cô bác đằng xa trong ngoài nước đã luôn luôn ủng hộ kênh Diệm Minh nha. Diệm Minh cảm ơn bà con rất nhiều luôn á. Chúc bà con cô bác cái mùa Giáng sinh này thật là vui vẻ. Gió quá gió quý của chú anh chị ơi, gió mát quá nè.
chúc bà con cô bác là nhiều sức khỏe ha. Đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và đặc biệt là Tết này đón một cái Tết sum vầy, tài lộc đến, thịnh vượng, cả nhà an vui. Xin chúc bà con nhiều nhiều niềm vui. Và bà con càng vui thì chúng mình cũng vui lây, vui chúng vậy. Bây giờ thì chúng mình xin chào bà con ha.